Kính thưa đại chúng, thì cái cảnh tu tập trong rừng núi nó thuận duyên để cho các con buông bỏ các cái dục lạc. Cái đấy nó viễn ly được các cái dục, nó dễ. Nếu mà ở ngoài thì đối duyên xúc cảnh, mình rất dễ bị cuốn theo mà không rõ biết được. Với những người sơ cơ thì đúng là cái cảnh núi rừng, cái thuận cảnh để các con tu tập rất là tốt. Vào trong núi rừng tu tập với thiên nhiên và với cây cỏ, với cái không gian của núi rừng nó tịch mịch, thì tâm của chúng ta rất dễ có thể buông xả, và các con cũng thấy rõ những cái vọng tâm vọng tưởng của mình hơn rất nhiều. Thì thầy rất là mong mỏi là cái cuộc sống của chư tăng ở trong rừng này, những hình ảnh này sẽ đến được với những ai có tâm, có chí nguyện muốn tu hành, sẽ đến đây để tu với đại chúng. Đấy là cái mong mỏi của thầy.